Thưa quý vị, vào khoảng giữa năm 2021, Axie Infinity là tựa game Việt khiến cả thế giới chào đảo và trở thành một hiện tượng công nghệ toàn cầu khi đã thu hút được hàng trăm nghìn người chơi từ khắp nơi trên thế giới. Tổng giá trị vốn hóa của dự án game tiền mã hóa này có những lúc đạt tới ngưỡng gần 10 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên thì không lâu sau đó, Axie đã chìm sâu vào khủng hoảng, số lượng người dùng mỗi ngày giảm 40%. Tồi tệ hơn là vào ngày 23 tháng 3, Axie đã thiệt hại tới 620 triệu đô la Mỹ do hệ thống SkyMavis bị hacker tấn công. Tới tháng 5, Axie gần như chạm đáy sau khi thủng mốc 20 đô la Mỹ. Sự kiện này giống như lời xác thực cho mọi hoài nghi trước đây nhằm vào thị trường tiền số vốn chưa thực sự chỉn chu về vấn đề bảo mật. Vào năm 2021, Axie Infinity không chỉ là trò chơi blockchain chơi để kiếm tiền thịnh hành nhất, mà còn là ứng dụng tài chính phi tập trung có doanh thu cao thứ hai sau công nghệ Ethereum. Tuy nhiên, đến năm 2022, không phải một năm suôn sẻ đối với Kỳ Lân Công Nghệ do người Việt đồng sáng lập này. Đến tháng 3 năm nay, Axie Infinity đã bị hacker tấn công gây thiệt hại đến 620 triệu đô la Mỹ tiền mã hóa. Nhưng theo giới quan sát, đó chưa phải là thách thức lớn nhất với công ty game có trụ sở tại Việt Nam, khi mà trước đó số lượng người dùng hàng ngày của tựa game này đã giảm đáng kể từ đầu năm 2022. Đội ngũ Axie Infinity được cho là đã nỗ lực ngăn một cuộc khủng hoảng tài chính giữa bối cảnh thị trường tiền mã hóa liên tục biến động mạnh về giá. Cơ chế kiếm tiền của game cũng gây ra những thách thức về khả năng kiểm soát nền kinh tế bên trong. Axie Infinity là một trò chơi có mối liên hệ vô cùng mật thiết đối với thị trường tiền số. Người chơi sẽ tham gia và kiếm những đồng tiền mã hóa có tên là Small Love Potion SLP hoặc đồng token có tên là Axie Infinity SAP AXS để thu về lợi nhuận cho bản thân. AXS thường được sử dụng để lai tạo những con thú trong game, còn SLP là đồng tiền mà game thủ có thể thu nhập được trong quá trình làm nhiệm vụ của mình. Đây cũng chính là phương thức giúp cho game thủ có thể đóng góp vào công việc quản trị, phát triển trò chơi trong tương lai xa hơn. Có khá nhiều phương thức để kiếm tiền từ Axie Infinity, bao gồm việc nuôi những con thú ảo Axie để kiếm về lợi nhuận. Cụ thể hơn là lai tạo hai Axie với nhau và thu thập những con Axie con. Quá trình lai tạo này sẽ được trả phí bằng SLP và AXS. Tất nhiên, bất kỳ người chơi nào cũng cần đến AXS, khiến cho đồng token này tăng giá một cách chóng mặt. Theo như những số liệu từ CoinMarketCap, tính đến ngày 11 tháng 8 năm 2021, thì giá của một đồng AXS có thể lên đến 74,45 đô la Mỹ. Với 60,9 triệu AXS hiện đang được lưu hành, thì giá trị vốn hóa của đồng tiền này đã chạm mốc 8,4 tỷ đô la Mỹ. Thậm chí, nhà sáng tạo của Axie Infinity, SkyMavis đã lên tiếng tuyên bố rằng tựa game Play to Earn này sẽ là một hiện tượng của kinh tế mới. Được đề cao là thế, nhưng không lâu sau đó, Axie Infinity đã rơi vào khủng hoảng với số lượng người chơi mỗi ngày giảm đi 40%, còn giá trị của đồng SLP và AXS lao dốc thê thảm. Mọi chuyện cứ tiếp diễn cho đến khi Axie Infinity xác định thiệt hại lên đến 620 triệu đô la Mỹ khi mà hệ thống của SkyMavis bị tấn công bởi một nhóm hacker. Cho đến tháng 5 thì trò chơi này đã gần như chạm đáy khi thủng mốc 20 đô la Mỹ, trở thành một minh chứng xác thực cho những hoài nghi của cư dân mạng về thị trường tiền số vốn vẫn chưa được xây dựng một cách hoàn toàn chỉn chu về vấn đề bảo mật thông tin. Một vài ngày sau khi vụ hack, SkyMavis ra mắt Axie Origin, phiên bản mới của Axie Infinity với đồ họa và cách chơi được cải thiện. Điều quan trọng là phiên bản này không có liên quan đến tiền mã hóa, do SkyMavis hiểu rằng nhiều người chơi sẽ chỉ thử phiên bản mới này nếu loại bỏ toàn bộ những sự phức tạp của tiền mã hóa. Mục đích của Origin là thay thế phiên bản ban đầu và phiên bản không liên quan đến tiền mã hóa có thể sẽ thu hút được số lượng người chơi lớn. Theo Bloomberg, SkyMavis, nhà phát triển của tựa game Play to Earn Axie Infinity vừa thông báo sẽ hoàn tiền cho các nạn nhân của vụ tấn công mạng hồi tháng 3 vào ngày 28 tháng 6 tới đây. Journey Network, dự án blockchain do đội ngũ SkyMavis sáng lập, cũng sẽ được khởi động trở lại. Theo các chuyên gia, việc SkyMavis hoàn tiền cho các nạn nhân vào cuối tháng 6 sẽ phần nào giúp nhà phát triển này lấy lại niềm tin của những người từng rót tiền chơi Axie. Bên cạnh thách thức đang gặp phải, Axie Infinity được đánh giá vẫn có nhiều ưu thế riêng, đặc biệt là sự tin tưởng của một bộ phận người chơi. Dù đánh giá có thể xảy ra lạm phát trong game, đại diện công ty tư vấn Machination cũng cho rằng điều này hoàn toàn có thể vượt qua nhờ cộng đồng. Một trong những điểm mạnh nhất của Axie Infinity là sức mạnh và quy mô của cộng đồng họ. Các vấn đề từ ngắn đến trung hạn với nền kinh tế có thể được giải quyết bởi một cộng đồng tận tâm. Nhiều người chơi Axie Infinity khẳng định rằng bản thân tham gia game 100% vì tiền, 0% để giải trí. Do vậy, mỗi khi thị trường biến động mạnh, giá trị tài sản của người chơi sẽ bị suy giảm đáng kể. Đồng thời sẽ tạo ra tâm lý sợ hãi, khiến cho nền tảng này sẽ mất dần lượng người chơi.
Nếu muốn chiến thắng cú sập thị trường tiếp theo, buộc Axie Infinity phải xây dựng được một thế giới không phụ thuộc vào tâm trạng của thị trường. Song điều này là rất khó. Tuy nhiên, những động thái từ phía công ty chủ quản của Axie Infinity sẽ hoàn tiền cho các nạn nhân trong vụ tấn công mạng vừa qua đã cho thấy quyết tâm vực dậy tựa game này của Kỳ Lân Công Nghệ.